Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1-800-990-8319 princesslife.com Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3 đồng 99 chí tại tiệm McDonald's có tham gia Như Hiền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV phát hình trời thống của đài băng tầng 56.10 trên trang nhà Lido Sài Gòn TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 30 tây tháng 10 năm 2022. Một lần nữa thì Như Hiền và Lê Thái gửi lời chào đặc biệt đến quý vị đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Hiền. Cảm ơn Lê Thái. Chào Lê Thái. Chào cái áo bơm kình, bơm kình đúng không? Dạ không, nó giống giống vậy thôi <laughs> chứ nó không, không, có một cái trái bơm kình nào ở trên đây. <laughs> Nhìn giống bơm kình, cái màu giống bơm kình ghê mà hôm nay ngày mai nữa là Halloween phẩm tư quý vị. Ngày mai. Nhưng mà từ vì Halloween là nhằm ngày thứ hai, chiều mới được đi chơi thành như có những cái lễ hội như của Little Sài Gòn vừa tuần trước uh, ngày hôm qua như Hiền với Lê Thái cũng đã có quảng cáo tư quý vị những cái lễ hội hóa trang. Là chán. tối ngày hôm nay tối ngày hôm nay là được cũng đã đi chơi rồi ăn uống rồi rất là vui phạm tư quý vị nếu quý vị nào hóa trang thành cái gì con gì hình gì thì quý vị nhớ post lên bỏ trong cái comment ở trên trên youtube cho như hiền và lê thái xem và lê thái với như hiền sẽ lên nói chuyện với quý vị cũng như tương tác với quý vị gần hơn nha quý vị và như hiền kính chào tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay và ngày mai không gặp được quý vị nên như hiền và lê thái sẽ se Happy, Happy Halloween. Halloween. <laughs> dạ vâng và kính thưa quý vị bản tin đầu tiên ngày hôm nay Lê thái đưa đến quý vị uh, cua là một trong những cái con uh, gọi là sao con giáp sát uh -huh. dùng, dùng đúng từ là giáp sát nó có thể nó lột vỏ, lột mai nó lột nó, nó lột xác ra để mà nó lại nó trưởng thành nó lớn lên nó lớn hơn thưa quý vị uh -huh. thì nó đến cái con cua thì ở bên Hoa Kỳ chúng ta đầy đủ cái loại cua king crab rồi uh, mấy cái con cua tuyết, cua đá, Sáng sớm mà. Em cứ nói cua chình đồ ăn không? ngon mà. Ngon thêm thì mình nói thôi. <cười> <cười> cua xanh, cua xanh là người Việt Nam chúng ta gọi là con ghẹ xanh đó thưa quý vị, thì bên đây người ta gọi là uh, con cua xanh đúng ừ. không? Um, cua đó là để mà ăn ngon thì chúng ta chỉ có chế biến thôi. cua răng muối, răng me, uh, cua hấp, hấp bia, hấp, bier, ừ. hấp uh, nước dừa, hoặc là chúng ta có thể chúng ta rang, uh, chúng ta có thể làm những cái món giống như, như cua um ở cái miệt mà Vũng Tàu, Phước Hải đó là những cái món ăn rất là ngon về cua nhưng tuyệt đối thì nếu như mà quý vị nào chúng ta có đi ăn đồ Hàn Quốc hoặc là đồ của Nhật Bản thì chúng ta cũng hay ăn những cái con cua gọi là cái con con cua mà nó đã làm nó cũng sống nhưng mà nó đã trần qua nó trần qua nước sôi rồi. Ừ. Và người ta làm giống như dạng mà có thêm một số cái giống như kim pháp hoặc là người ta thêm một cái một số cái giống như kim chi vào đó để cho nó ăn nó tăng cái mùi vị nó ngon hơn. Ừ. Nhưng thật sự nói về vấn đề mà chúng chúng ta ăn cua sống thì rất là nguy hiểm giống như chị Huyền đã đưa một cái thông tin về những người ăn cua sống. Ngày ừ. hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về một cái ông bố thưa quý vị ở tỉnh Chiết Giang ở Trung Quốc. Vào ngày 24 tháng 10 vừa qua thưa quý vị thì người đàn ông này á 39 tuổi đã ăn một cái con cua sống thưa quý vị và lý do tại sao mà người đàn ông này ăn cua sống thì ngày hôm nay ngay ngày bây giờ lê thái sẽ gửi đến quý vị trong cái chương trình cà phê sáng anh này á, ăn cái con cua này sau khi mà ông ăn á, ông bị đau bụng dữ dội thưa quý vị bởi vì khi mà dẫn con gái của mình đi đến cái bờ sông chơi và con con gái của anh á, mới mấy tuổi à nó đang đang chơi dưới cái bờ sông ừ. thì anh anh đang dẫn con gái đi chơi thì con cua bất ngờ con cua này nó kẹp Đứa con gái kẹp tay wow. đứa con gái à. và con cua này cũng không lớn thôi quý vị con cua này rất là nhỏ và khi mà đứa con cua này nó kẹp tay đứa con gái của ông ấy, thì ông ông sốt tại đứa con gái nó khóc nó đau uh -huh. chảy máu ông mới tức mình á anh này ông mới cầm cái con cua lên ông bỏ vô miệng ông nhai sống con cua luôn hỏng <laughs> nhai con cua rơm rớp rơm rớp luôn Trời thưa quý vị ơi. và đây là một cái thói quen ăn cua sống cũng ở trung quốc cũng một nhiều nơi trên thế giới mà người ta có một thói quen ăn như vậy thì ông này ông có nghĩ là bình thường và khi anh chàng 39 tuổi này ở chiết giang thưa quý vị ăn cái con cua này vào thì tự nhiên là ông có lên cơn đau bụng dữ dội sau cái thời gian ông ăn cua đó khoảng hơn một tháng sau thì kết quả kiểm tra ban đầu thì người ta thấy là có một số cái con ký sinh trùng nằm ở trong ngực bụng và gan và hệ tiêu hóa của anh lưu này và tuy nhiên thì bác sĩ người ta không thể xác định chính xác cái nguyên nhân thì khi đến bệnh viện thì người vợ bác sĩ mới hỏi người vợ và hỏi ảnh đó anh nói anh không ăn cái gì hết thì người vợ mới chợt nhớ ra là cách đây hơn một tháng mấy gần hai tháng anh đã có ăn một cái con cua sống và bác sĩ hỏi là tại sao anh lại ăn cua sống thì anh nói rằng là bởi vì con cua nó cắn con gái của tôi và tôi muốn trả thù cho con gái thành ra tôi nhai nó luôn ở bên một cái con suối và tức miệng thì anh trả thù và sau khi mà nghe cái câu trò chuyện đó thì bác sĩ mới dẫn đi xét nghiệm liền thì người ta phát hiện ra là ở trong máu của anh đã nhiễm ký sinh trùng một loại ký sinh trùng của con cua ở trong đây và ừ. đây là một trong những cái món ăn mà như quý vị cũng đã biết thì cua nó gây nếu cua sống mà ký sinh trùng này nó nhiều khi nó gây đến chết người luôn yeah. nó gây đến tình trạng chết người ừ. mà anh đã bị hôn mê một cái thời gian khoảng chừng hai ba ngày thì bác sĩ cứu sống anh và hiện nay thì anh đang trong cái tình trạng ổn định chứ chưa biết như thế nào hiện nay thì rất là nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc hoặc là ở Hàn Quốc này nọ thì người ta cũng hay có những cái tập tục là ăn cua sống thôi quý vị hay là ăn cua say. Cái cua say này là người ta nói là người ta thường ướp cùng với lại rượu hoặc là gia vị trong nhiều giờ khiến cho cái con cua nó bị ngất ngay nó lắc lư chút xíu ừ. thì khi đó thì người ta ăn cái con cua đó thì về mặt lý thuyết á chúng ta cứ nghĩ là trong rượu trong bia nó có cồn nó có alcohol ừ. thì nó sẽ giết chết vi khuẩn như không thôi quý vị, oh. không thể hoàn toàn giết chết được vi khuẩn 100% nếu như mà chúng ta chỉ sử dụng qua cái alcohol rượu hoặc bia để mà chúng ta khử khuẩn nó như vậy được. Năm 2020 thưa quý vị, một người phụ nữ ở Hàn Châu cũng đã bị nhiễm trùng, ít nhất là 6 loại ký sinh trùng và có dịch trong phổi, suy hô hấp xuống 6 tháng luôn do ăn 30 con cua sống và người này là muốn thập tử nhất sinh, là muốn xém chết luôn thưa quý vị. Vì như người phụ nữ đã kể đã áp dụng những cái bài thuốc dân gian à, vì muốn trở nên là cái xương khớp của mình nó tốt hơn. Thành ra bài thuốc dân gian đó người ta nói là làm 30 con cua sống, ngâm vô trong đó thì uống cái nước đó để cho mà có thể là hồi phục cái xương khớp của cô. Thì sau khi mà cô ngâm 30 con cua sống và ăn 30 con cua đó đó, ở trong cái nước Đâu đó luôn. là cô bị nhiễm ký sinh trùng thưa quý vị. Và thập tử nhất sinh hơn 6 tháng hôn mê thưa quý vị thấy ghê quá đừng ghê có ăn quá. ăn đồ sống thưa quý vị ăn đồ sống rất là nguy hiểm nhất là những ai nhiều lúc ăn sushi mà sushi đã làm sạch máy rồi hơn mà vẫn còn nguy hiểm đó thưa quý vị cảm ơn lê thái rất là nhiều và một bản tin kế tiếp cũng là một bản tin trong những động vật thái có bây giờ mình hay nói là mỗi lần mình chửi ai hoặc là bất cứ ai mà chửi mình cũng vậy ngu như ai. bò mà mình như thì... <laughs> bò. <laughs> quý vị. lâu lâu giận quá con chửi, sao chửi mình ngu như bò sao mày ngu quá, mày ngu như bò như vậy. Nhưng mà con bò nó không có ngu rồi từ bỏ có những con nó rất là thô khôn. thì ngày hôm nay Nhi sẽ đưa đến cho quý vị một cái bản tin rất là dễ thương, thưa quý vị. Đó là con bò khổng lồ luôn, nhưng mà nó rất là tình cảm và nó rất là khôn. thì cái con bò này nó được nuôi ở trong cái trại khu bảo tồn động vật ở tại Virginia thì những cái trại này là đã bảo vệ những cái con vật mà giống như bị sắp chếp, nó cứu những cái con vật và nó đem nó về nuôi thì cái con bò này tên là China à, thưa quý vị và mỗi lần mỗi ngày cái con bò này nó thương cái anh Philip Ryan ở trong này lắm Ryan Phillips là một trong những người làm việc ở trong cái trang trại này thì con bò này nó mê nó thương lắm mỗi ngày nó cứ tới trong cái cửa này thưa quý vị nó cứ cốc vào buổi sáng anh đang ngủ như vậy thì cái nghe tiếng cốc cửa rất là nhiều thì tưởng là ai đó vô trong nhà hoặc là ai tới đó cốc cửa anh chạy ra thì là cái con bò này mà suốt ngày kể cả nửa đêm cũng vậy nó thấy ở trong nhà mà có cái cái chuối hoặc là kẹo hay cái gì là nó cốc cửa và nó cốc cửa để làm gì nó cốc cửa để chỉ cần anh tới ôm nó và nó dụi đầu vào trong người của anh mà thôi chỉ cần như vậy thôi mỗi ngày nó cốc cửa như vậy để được một cái ôm thì cái con bò này chỉ... Con China này là được nuôi bởi anh Philip này 3 ngày tuổi Nhưng mà trong đó rất có nhiều người mà nó chỉ thương có anh anh Philip Ryan này thôi Và lúc nào nó cũng đi tới cái anh Ryan Philip này nó cốc cửa để cho anh ấy phải chạy ra ôm nó Hoặc cho nó ăn chuối, cho nó ăn kẹo mà nó thấy cái gì ở trong trong cửa có cái gì là nó xin thưa quý vị Thì cái con bò này được nuôi rất là lớn khi mà đem về như vậy bằng cái chai không thôi Thì bây giờ nó đã có sữa người ta nuôi nó và trong cái khu này anh Philip Ryan và mọi người rất là thương nó và nó rất là thông minh Chính vì vậy mà nó thương cả cái trang trại này luôn, Nhẫn mọi người trong này và nó rất là khôn, thưa quý vị. Dạ, yeah. một con vật nào mà khi mà chúng ta mà chơi với nó thường xuyên tương tác với nó thì em nói nhiều khi nó có như con người vậy đó, nó có cảm xúc, nó biết cuốn quýt mình luôn. Uh -huh. à, cái câu mà ngu như bò thì thì vẫn có nhiều người ta vẫn đang sử dụng cái câu đó chứ Ai không? nói. Dạ, với... yeah, uh, nhưng mà thật sự hồi xưa thì người ta nói ngu như bò lý do như thế nào là từ uh, một một số thưa quý vị con bò đặc biệt á, khi mà chúng ta một cái đàn bò nó đi ngang qua đường mà khi mà cái xe nó đi ngang qua đó nó bấm cò con bò đó thì thay vì những cái con vật khác nó sẽ băng qua luôn nó nhảy qua cái xe luôn để mà nó không có bị thương nhưng đi con bò nó đang đi dưới đến giữa đường gì khi mà cái xe tải mà nó bấm cò cái con bò nó quay đầu lại là nó bị chết liền, tại vì nó không có kịp né, Đúng thay rồi. vì nó chạy ngoan qua, qua luôn á thì nó đỡ chết hơn. thành ra từ 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 thời điểm đó thì rất là nhiều người ở những cái vùng quê người ta đặt con bò là con bò nó ngu như con bò, Ôi. bởi vì nó không nó không có chạy thẳng qua luôn mà nó thay vì người ta bấm còi thì nó đứng nó sợ nó hết hồn đứng lại Đúng hoặc rồi. là nó lục lại thì nó lùi lại thì không kịp thì bị xe đụng chết. thành ra đó có những cái câu mà dân gian người ta hay nói à, nhưng mà cũng hay bản tin rất là thú vị. cảm ơn chị Nguyên và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi kết thúc phần một cà phê sáng cuối tuần. Nguyên và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương